ngủ à? Vâng, chứ ạ, nó ngủ muộn nay nó mãi trưa lúc 10 giờ nó mới dậy, mãi 1 giờ nó mới ngủ. Dậy rồi sao anh thấy em quát ở trong nhà. Thế mà định cấy rau nhưng mà cô cùng người ta bảo bây giờ mưa giờ có khi cấy được rồi. Cháu đi ở ngoài đường to đón con Linh ấy, thấy người ta cấy đấy, người ta cấy còn hồi còn lên cây rồi ấy. Ừ, thế thì bảo là cỏ nó không ấy được. Hôm cháu bảo cấy thì ai nhỉ? Bà Lương bảo là nó chưa mưa rào. Rồi. Bây giờ hả? Đang bỏ lên xin nhìn vào dưới nhà dưới chả thấy gì. Thế lên đây nhìn ngang nhìn cửa kép các thứ. Thế cứ bảo được không hiện giờ nhà lông ngủ. Nhà lông ngủ trái. Thế ra đây nhìn thấy Hương đang cuốc. Ra đây gọt bưởi đi mà. Bảo là dỗi để xuống ra gọt gọt bưởi đi. Đây, đàn dũng thấy. Con chồng này, thấy hôm lấy hạt của mẹ đấy, thế đây là độc cây. Đấy, độc cây hả? Giật cái quả bưởi.